Xin chào cả nhà. Ngày mới chúc cả nhà vui vẻ, sức khỏe, an lành, công việc thành công. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một video chùa Minh Sơn. Chùa Minh Sơn là tổ đình Minh Sơn là ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiếm, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Mời các bạn khám phá trải nghiệm cùng mình. Đây là cái cổng vào chùa đầu tiên các bạn. Ở đây phong cảnh rất là đẹp các bạn, cây xanh rất là nhiều và nó ở bên cái hòn núi Chấp Chài rất là cao của thành phố Tuy Hòa các bạn. Hòn núi đây rất là đẹp, nổi tiếng các bạn. Xa xa đằng kia là có cái tượng ngài hộ pháp và tượng Phật Di Lặc các bạn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên phải có ngài hộ pháp, bên trái cũng có ngài hộ pháp các bạn, chính giữa là tượng Phật Di Lặc và trên kia là cái tổ đình. Giờ mình quay trở lại, mình xuống mình quay chỗ đây các bạn. Đây là cái kia giống cái bên Ấn Độ giống các bạn. Đây là chỗ chắc Đức Phật đang sanh đi trên mấy cái tòa sen. Bảy búp sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 các bạn. Đến nơi đây cây xanh nhiều quá các bạn, cây xanh tự nhiên hả các bạn. Chỗ đây nếu mình nói lầm mà các bạn thông cảm bỏ qua cho mình. Chỗ đây là người ta dừng lại cái chất chỗ mà vườn Lâm Tỳ Ni của Đức Phật sinh ra. Còn đây là thái tử lớn lên đi ấy này, đi cắt tóc, đi tìm đạo này. Còn đây này. Chắc mình nghĩ ở
vì không có họ không có đỡ cái chữ đỡ mà hiếu các bạn à. Mà theo như mình nghĩ cái tượng này giống như là cái tượng Phật mà lúc mà ngày tu khổ hạnh quá, ngày tu khổ hạnh cho nên ốm, nhìn cái ngực còn ló xương ra các bạn. Còn đây là tượng ngài đã chứng đạo, ngài chứng đạo. Chùa cây xanh tự nhiên mát mẻ quá các bạn, cái đây tự nhiên của núi Chóp Chai mà các bạn, đá và tự nhiên vậy. Bánh xe chuyển Pháp Luân, đây là tượng Đức Phật nhập Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảnh đẹp quá các bạn. Cảnh mình chỉ thấy cái lượng cây xanh á. Cây xanh mà tự nhiên là nó cỡ này là thấy. Nhưng mình bước vào là cảm giác được đi vào khu rừng nguyên sinh vậy các bạn. Cộng với là cái nghệ thuật điêu khắc thôi. Tượng Phật, tượng Hộ Pháp, kiến trúc chùa đẹp các bạn. Rất là đẹp. Đây là chùa Minh Sơn. Còn có một cái chùa hang, nó ở tít ở trên lưng chừng núi trên các bạn. Chùa đó là gọi là chùa Ha. Còn đây là chùa Minh Sơn. Hả? Chú đi chứ? Chú đi chứ? Còn ở dưới này. Chú đi. Đường sau lưng con á. Đây là tượng Quán Thế Âm Bồ Tát các bạn. Công trình xây dựng chùa Minh Sơn các bạn quá đẹp luôn. Ồ, cái chùa các bạn, các bạn thấy cái chùa đẹp quá, đẹp quá. Chùa mà thiết kế đúng không, thiết kế chùa. Không, con ở dưới này nha. Chú đi. Chú đông nào? Không. Giờ mình đi lên chùa hang các bạn. Lên chùa hang.
đi nghe thằng em ở xóm các bạn nói là khoảng cỡ cây rưỡi số mà đường này là đi dốc lắm các bạn, bởi vì lên hòn núi á có đứng sừng à, kêu cái chùa hang chứ mà nó chỉ có cái hang không các bạn, mà nghe nói người xưa nữa họ có lại nói cái thời đó hình như chưa có pin hay sao á, các vị thầy hay sao á thắp bịch lạc đi miết mà không cùng các bạn. Chùa hang á, đây có mấy cái bảo tháp. Rất là khang trang các bạn. Em Ngọc đang thì mấy cái địa hình vậy em Ngọc đang đi không được các bạn, buộc hai đứa em Ngọc đang ở lại mình đi các bạn. Ngày nay mình bị nhức răng à các bạn, nhức răng kiệt quệ luôn, mình không có uống thuốc, mình bệnh gì cũng không có uống thuốc các bạn, cứ đỡ tự nhiên vậy là nó hết rồi, giờ quen rồi, ráng chịu vượt qua hết các bạn, nó hành suốt đêm, sáng dậy kiệt quệ luôn các bạn. Chùa hang à, ít có người lên các bạn, từ trường hợp là những cái ngày lỡ ngày Tết rồi vậy, rằm một cũng có khả năng họ đi, nói chung là có những cái dịp lớn họ mới lên chùa hang, còn không là trẻ trẻ rồi chắc nó đi nhưng mà cũng không nhiều, lâu lâu đi. Tại vì đi nó mệt lắm không lắm các bạn, và nó vượt núi á, vượt núi thử nó mệt á, ít người đi. Chào chị. Dạ làm gì trên đây chị? À, chùa hang hả? Dạ. Dạ đi. Có một em nữa mà nó không có thấy ngõ. Em nó phải ở dưới. Mình hai tay cầm gì không giúp được bà chị. Không xuất hộ giùm mà chị. Mình thấy mình mệt quá. Mình thấy đi đường bình thường vậy mà mình mệt quá. Do bị nhức răng kiệt quá. Giỏi quá,
khách hai bầu nước mà đi lên do chị ở trên đấy sinh hoạt nó quen. Mình chị ở đây nè, mình chị ở đây nè hả? Bây giờ còn nghỉ hả? Mà sao ở chỗ đây là cũng có à, cũng như là em kính nghe. Ồ dạ. À, bây giờ đây không được cầm hai cây quay không được này chứ không à. Ê, dùm được rồi. Nhưng còn ai dưới nữa không? À, không có. Không thấy. Không có thấy nè. Dạ. Xe ướm sâm mà. Xe ướm sâm mà không thấy. Thử là chứ không cầm về quay nè. Không ấy được. Chứ không mà là nãy giờ giúp đâu ạ. Mà kẹt quá, giờ cầm thì không quay được. Dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Ở chị đi sau nha. Muốn giúp mà giúp cũng được, hai tay cầm quay rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Thích làm việc nghĩa lắm mà bị bí hai tay quay hai cái camera. Đứng sừng gì. Lên rất là khó các bạn. Dạ thì phải được đừng có ấy sách giùm chị, nó bị hai tay cầm mà mình đâu có giúp được, muốn giúp còn không giúp được. Chú hầu giờ mới đi. Dạ ở Phú Điền kia à. Dạ đâu có xa mà hầu giờ không có đi. Nghe nói chùa hang nha, đâu có đi đâu. Có chứ, mấy ông đi miết rồi chứ. Thấy mấy ông đang quay rồi, đang lên miết á. Chù, hôm nay đi lên núi Chấp Dài một bữa cho biết lần đầu tiên được đi lên chùa hang, rất mệt mà rất hấp dẫn, leo núi cũng đã. Ở đây nó có một cái mương ha. Nó có cái suối. nó có cái hũng chắc cũng ít con người đi dưới đấy ha. Có hả? Mà ai đâu dám đi ông. Hứ mà. Hả? Ồ, đẹp quá.
Ừ. Oh, đẹp quá. Đứng trên này nhìn xuống thấy đồng lúa người ta mới mới xạ xanh mà cũng còn lót lót các bạn. Rồi bà chị đây mình không giúp được mà, nhưng mình đâu có giúp được, cầm hai tay thì làm sao quay phim, mệt lắm chứ. Trời, công nhận mà đẹp quá. Nghĩa là nãy có mấy ông chắc đi vô chuồng thầy bảo. Làm gì? Thì có ông vô trên thách nhang. À. Thôi chị nghĩ nha, tôi đi lên tôi quay cái. Thầy Minh Tổ, ông đâu có ông tu mà. Ông tu rồi không có ai biết ông chỗ nào nữa. Ra chứ làm gì gặp ông. Dạ. Tu mà trên thế giới mà không ai chịu khổ như ông nấu mà. Đúng rồi. Tu khổ hạnh mà mức độ cao đó ít con người làm được. Chị này được nhiêu tuổi? Bị mấy hả? Chưa. À. Em biết chị cũng tuổi cỡ đấy á. Thử tôi biết tôi kêu chị á. Em 58. Em 58 thì chị lớn em mười mấy tuổi gì đâu. Mười. Cao lắm thì 15 tuổi. kêu chị cho nó trẻ chứ. Cho lớn 15 tuổi kêu thím kêu kêu gì cũng nó già sao. Cái mình đi có hôm nào mình thấy rắn không cô cha chị? Em rắn không hả? Rắn chút chút có hả? Còn rắn bự không thấy hả? Ồ. 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 Cảm ơn. Ơn chị dạ. Con ông có 4-5 kg nè. Ui trời trời. Dạ. Thì muôn con mong. Ui trời ơi. Thì ơn thấy vợ chết xíu quá. Nghe cỡ có ớn lạnh. Thì mẹ ta làm lúa là ruộng đồ đi. Ở trên đó còn người hả con mình chị em? À. Bằng đêm ở luôn hả hay bằng ngày chứ? Chỗ ở này tu an lạc á. À. Điện năng lượng ở chỗ trên đây điện kia làm gì có. Có nơi nè. Cái chùa hàng nghe nói cái chùa hàng nó bị lấp rồi hả? Ủa. Bởi mươi mấy tuổi ở nhà quê thấy già. Dạ. Đây ở đây hả?
Chỗ ở cái hòn đá đây, mình ở hòn đá đây thì nó có ấy đâu. Hả? Qua bữa nữa nè. Ồ, đi trong cái hòn đá đây có cái máy, nó thấy đẹp ghê các bạn, cho có hết đẹp ghê đẹp các bạn, các nhận hay. Chào hai cô gái. Ở đây chỗ ở đây ngó lý tưởng, nhìn hòn đá đây thì cũng thấy đủ mơ rồi. Quen chứ, cái gì mình phải quen. Tự chéo nè, tự chéo nè, khố là thường đó, là thường lên đây ăn hay là lâu lâu hả? Lần đây là lần đây là lần thứ mấy lên được vậy? Lập gia đình chưa? Đi xong rủ ông xã đi cho vui con cái. Biết đạo Phật lâu chưa? Cũng như là có Phật tử chưa? Đã rồi. Có. Nếu mà đạo Phật á lợi ích lớn lắm. Nếu mà mình may mắn mình gặp được đạo Phật á là nó mang lại cái an lạc, cái hạnh phúc lớn lắm. À. Mình không có đạo hoặc là mình ở cái đạo khác á. Không phải đạo nào nó cũng như đạo nào. Cái cách tu nó khác nhau, cái thành quả của nó khác nhau. Như chiếc xe thì không thở, nó cũng là phương tiện để đi đứng đến cái đích của mình cần đi đến, nhưng mà làm sao nó bằng chiếc máy bay tàu thủy cũng vậy chứ, rồi đi tàu lửa cũng vậy chứ, nó khác xe. Chào. Cảm ơn mấy chị. Tắt một cái rồi tiếp tục đi về cái chú hang của nó.